Dạ, đến 10 giờ này. Nên ngồi mọi người nhá. Đây. Rất là nhiều màu luôn. Có màu vàng này. Màu cam mọi người nhá. Nắng lên thôi à, rất là nhiều. Có cả hoa cánh bướm mọi người nhé. Này có rất là nhiều tên gọi đấy. Hoa này gieo bằng hạt đây. Cũng rất là bền mọi người nhé. Trồng từ mùa đông đấy. Cũng có 3 màu. Màu hồng này, màu tím đậm này, màu trắng mọi người nhé. Rất là nhiều. Cái hạt của hoa này nó rụng nó lại lên này này. Rất nhiều hạt già rồi đấy. Mọi người nhìn nhá. Hạt của nó rất là nhiều. Mình sẽ lấy hạt cho mọi người xem. Hạt này rất giống cái hạt là hoa cỏ xứ chi mọi người nhé. Đây là cây bộ binh đấy. Rất giống của hạt cái cây hoa này. Là cây cỏ này. Rất là nhiều. Hạt đen là có thể dâm được rồi mọi người. Nhiều hạt luôn. Quay ra luôn đây. Mưa đến ẩm đất là nó lại lên đấy. 10 giờ đang ra rất là nhiều hoa. Nắng còn chưa làm cỏ đã đấy ạ. Trời nắng hoa rất là đẹp. Màu trắng đi mọi người. Nó đẹp luôn. Hồng cam nhạt mọi người nhé. Lá rất giống hoa sa, là cây rau sa. Là màu vàng này. Màu vàng lẫn hợp luôn. Đẹp. Rất là cằn này. Hoa rất là rất nhiều phát triển. 10 giờ có rất là nhiều loại mọi người nhé. Loại 10 giờ ta chúng ta truyền thống này là cái loại 10 giờ hoa lá này. Lá này này. 10 giờ này là 10 giờ nai rồi. Ra 10 giờ Mỹ này. Nhiều loại lắm. Và 10 giờ Thái nữa. 10 giờ rất dễ chăm. Nhân giống rất là dễ mọi người nhé. Trồng bằng cành này. Ta có thể cấu những cành này dâm xuống đất. Rất là nhiều. Bây giờ thì nó chỉ nở được một hôm thôi mọi người nhé. Nó đã tàn rồi. Được cái là rất nhiều lụ và hoa đây mọi người nhìn nhé. Có một mầm này. Ngọn nở hoa bây giờ đây. Có 5 đến 6 lụ cơ. Cái tàn nó lở mưa khác. Mình nhé.
bông này hôm nay nở mai tàn thì lại những bông bên cạnh này. Nó lại nở rất là nhiều. Vậy này mới hơn 10 giờ mới dâm thôi nhỉ. Thì nó chưa được nhiều lắm. Tầm khoảng 1 tháng nữa, 20 ngày nữa, rất là rực rỡ luôn. Bây giờ mới bắt đầu đầu mùa hè, chuyển sang mùa hè rồi. Thế những cây hoa 10 giờ này còn chưa ra nụ ấy. Tầm khoảng 20 ngày nữa thì rất là nhiều hoa. Trời nắng ngắm hoa đấy. Mới có đầu mùa hè thôi mà rất là nắng. Này cho mọi người cùng ngắm nhé. Giờ này trồng ở công viên này, trong những cái chậu ở ban công cũng rất là đẹp luôn. Để trang trí ở ngôi nhà và ban công này. Đây là ven cổng đường đi đây, rất là hợp. Không cần chăm sóc nhiều. Nhiều loại. Được rồi. Hết mùa hoa rồi. Cây bắt đầu lụi rồi đấy ạ. Còn sót được vài bông thôi. Xa cho mọi người nhìn.